Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cù, mình là Bảy Bình Bông. Trong video này chúng ta sẽ cùng nói đến Xbox Series và việc Genshin Impact nói riêng cũng như là những tựa game nhà miHoYo nói chung. Ví dụ như là Zenless Zone Zero này, Honkai Star Rail này, vân vân. Tất cả những cái tựa game này thì đều sẽ dần dần có mặt ở trên Xbox. Ngay sau Genshin Impact thì Zenless Zone Zero sẽ là đứa con tiếp theo của miHoYo được công bố xuất hiện trên Xbox. Vậy thì phần quà các bạn nhận được là cái gì? Và tại sao phải tôi nói rằng là 3 Ron Hồng cộng với 80 Nguyên Thạch thì chưa chắc đã quyết định các bạn nên có Xbox Series ở thời điểm hiện tại. Rồi bây giờ thì không dài dòng nữa, chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại cho 7 xin một like cũng như anh em kéo xuống một chút xíu thôi. Ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Intro nào. Đầu tiên thì anh em mình điểm qua một số những phần quà các bạn sẽ nhận được nếu mà chơi Genshin Impact trên Xbox, hoặc đúng hơn đấy, các bạn chỉ cần lấy tài khoản Genshin Impact của các bạn liên kết với cả Xbox thôi là các bạn sẽ nhận được những phần quà này, gồm có là một cái cánh vận mệnh đan sen. Đây sẽ là cái cánh mới nhất của chúng ta trong Genshin Impact nhá. Cái cánh này có màu xanh rất là đẹp, rất là lung linh đúng không, và có biểu tượng chữ X các bạn, tượng trưng cho Xbox nhá. Cái cánh này thì tất nhiên là các bạn sẽ nhận được ngay sau khi phiên bản 5.2 cập nhật ở trên Xbox. Ngoài ra với những nền tảng khác như là PC này, Mobi các kiểu thì sau phiên bản 5.3 cơ, tức là vào ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2025 á, các bạn mới nhận được cái cánh này ở trong thư nhá. Và tiện đây thì chúng ta cũng đã biết luôn được ngày cập nhật của phiên bản 5.3 là vào ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2025. Đúng Tết dương lịch là chúng ta sẽ bước sang phiên bản mới 5.3. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ biết luôn thời gian của phiên bản mới 5.4 sẽ là vào ngày 12 tháng 2 của năm 2025. Phần quà số 2 của các bạn đó chính là gói hội viên. Ở đây thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng của mình, đó là mối duyên vương vấn này. Tổng cộng có 3 mối duyên vương vấn nhá. Ở 5.2 các bạn sẽ nhận được 2 mối duyên. Ở 5.3 cho đến 5.5 thì các bạn sẽ nhận được 1 mối duyên vương vấn. À, cái này tính theo từng phiên bản à. Thế tức ở 5.3, 5.4, 5.5 mỗi phiên bản nhận được 1 mối duyên vương vấn. Vậy là chúng ta sẽ có 3 cộng với 5.2 được 2 mối duyên vương vấn nữa là 5. Và phiên bản 5.6 trở đi, tức là trở về sau á, thì mỗi phiên bản chúng ta sẽ nhận được 80 nguyên thạch. Có lẽ tôi sẽ sửa lại cái tiêu đề của video, đó là 0.3 mối duyên vương vấn nữa, mà nó đúng hơn á, đó là 5 mối duyên vương vấn cộng với cả 80 nguyên thạch mũ N. Tức là đến khi nào mà các bạn còn đăng ký Xbox thì các bạn sẽ vẫn nhận được cái phần quà như vậy. Nhớ nhá, ngoài mối duyên vương vấn thì anh em mình còn nhận được Mora này, kinh nghiệm anh hùng này, ma khoáng tinh đúc này, vân vân. Tất cả những cái phần quà này thì đều sẽ nhận được thông qua thư cho các bạn. Nhưng mà chúng ta tập trung vào lượt quay cũng như là nguyên thạch thì nó sẽ tốt hơn. Tại sao? Bởi tôi nói rằng là những cái lượt quay miễn phí hay là nguyên thạch miễn phí các bạn nhận được khi mà chơi Genshin bằng Xbox ấy, nó thực sự không đáng. Bởi vì cái điều kiện các bạn nhận được cái phần quà là lượt quay miễn phí này ấy, nó là hội viên Ultimate của Xbox Game Pass nhá. Các bạn biết một tháng hội viên Ultimate là bao nhiêu không? Là 390.000 theo tiền Việt Nam mình đấy. Và một phiên bản của Genshin Impact chúng ta kéo dài là 42 ngày. Nghĩa là nếu mà các bạn muốn nhận được những cái phần quà đều đặn này thì tôi nghĩ là các bạn sẽ cần phải đăng ký hội viên Ultimate đều đấy. Và ít nhất đến phiên bản 5.5 á, thì các bạn sẽ cần phải đăng ký là khoảng tầm nửa năm nữa cơ. Nửa năm hội viên, các bạn lấy 6 tháng nhân với cả khoảng 390.000, gọi là 400 nhá, thì là 6 × 4 là 2.4 triệu. Theo các bạn 2.4 triệu đấy các bạn đổi được có 5 mối duyên vương vấn với 80 nguyên thạch, các bạn có thấy đáng không? Không đúng không? Hiển nhiên rồi. Cái phần quà này này, theo tôi ấy, nó sẽ phù hợp với cả anh em nào mà đang có hội viên Ultimate 1 năm nhá. Nếu mà tôi nhớ không nhầm ấy, cái gói 1 năm hội viên Ultimate là 2.9 triệu. Các bạn mua 1 năm nhá, không phải mua theo tháng 1 nhá. Là 2.9 triệu để các bạn có thể trải nghiệm Xbox Game Pass. Thành ra nếu mà bạn nào đã có gói hội viên Ultimate của Xbox Game Pass rồi, hoặc là bạn bè của mình ấy có rồi, thì các bạn có thể là đăng nhập Genshin Impact vào Xbox, sau đó là nhận phần quà này, dễ đúng không? Còn không á, các bạn có thể gửi tài khoản Genshin Impact của mình và nhờ bạn bè của mình có gói hội viên 1 năm đấy đăng ký hộ, thì lúc đó các bạn sẽ tự động nhận được cái phần thưởng là cánh sớm nhất này, số 2 là những cái mối duyên vương vấn này. Còn với những bạn nào mà bây giờ các bạn chỉ có ý định là mua Xbox Series 11S này về chỉ để là chơi Genshin Impact, sau đó các bạn mua gói hội viên gọi là 1 năm đi, 2 triệu mấy, 2 triệu 9 ấy, để lấy những mối duyên này thì nó không đáng đâu. Tôi nghĩ là cái số tiền đầu tư đấy các bạn hoàn toàn có thể tự nạp vào game. Các bạn có cho mình đến mấy chục lượt quay chứ đâu cần phải có mỗi 4 năm, gọi là 5 lượt quay và 80 nguyên thạch đâu. Đây là lời khuyên chân thành nha. Vì vậy các bạn lưu ý về những cái phần quà các bạn nhận được khi mà chơi bằng Xbox gói hội viên Ultimate nha. Đó là một số những lưu ý cho các bạn về cánh mới cũng như là gói hội viên của Xbox khi mà chúng ta sẽ có cho mình 5 lượt quay hồng này cũng như là 80 nguyên thạch. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lưu ý về sự kiện trở lại, đó là thương nhân Liban.
Các bạn lưu ý rằng là về những hộp quà này ấy, những anh em nào chơi lâu rồi các bạn sẽ tự biết hộp quà nào đáng giá nhất. Còn với anh em nào mới chơi thì bởi tôi sẽ có một cái lưu ý cho các bạn ấy, trong số những hộp quà đó là phong, băng, thủy, lôi, nham, thảo và hỏa đấy, thì hộp quà hỏa vẫn đang là một trong những hộp quà giá trị nhất của thương nhân Liban. Thành ra nếu các bạn không có hộp quà hỏa ở trong túi đồ hay là ở trong cửa hàng Liban ngày hôm đó, các bạn có thể hỏi bạn bè của mình xem là các bạn ấy có hộp quà hỏa không nhá, thì mình sẽ sang mình lấy, mình đổi. Nhớ nhá, các bạn đổi của thương nhân Liban có thể đổi ở trong thế giới co-op được nhá. Không nhất thiết là các bạn phải đổi trong thế giới của các bạn, mà các bạn có thể sang thế giới của bạn bè mình để mình đổi cái hộp quà mình mong muốn. Nhiều bạn mới chơi là các bạn không biết đâu, cứ thấy thương nhân Liban là các bạn đổi thôi. Như tôi thì tôi hồi xưa cũng không có để ý cái này đâu. Mãi về sau đến lần 2 quay trở lại tôi mới để ý cái việc là chúng ta có thể sang thế giới co-op để đổi đó. Tiếp nữa các bạn lưu ý này, ở trong hộp công cụ ra Cinepack ấy, chúng ta sẽ có bồi dưỡng Saurian này. Nó nằm bên dưới cái ô điểm danh này này. Các bạn ấn vào trong này chúng ta sẽ sang một cái trang của MiHoYo về nuôi pet. Và nếu trước ngày mai nhá, nếu các bạn chưa đạt được cái mốc đó là 250 điểm danh vọng, ví dụ của tôi đây là 334 này, thì chắc chắn là tôi sẽ nhận được phần quà nguyên thạch miễn phí rồi. Còn nếu mà các bạn chưa có đạt được cái mốc đó là 250 điểm danh vọng trước tối ngày hôm nay, thì các bạn nhớ là trong hôm nay các bạn vào các bạn làm nốt những cái nhiệm vụ danh vọng đây này. Các bạn ấn vào đây để làm nhiệm vụ danh vọng nhá, để mình nhận được cái phần thưởng nguyên thạch của mình vào ngày mai nha. Nhớ nha, trước ngày mai thì các bạn cần phải đủ 250 điểm danh vọng. Còn nếu các bạn chưa có đủ thì các bạn sẽ không nhận được cái phần thưởng nguyên thạch miễn phí của mình đâu. Đây là cái lời nhắc nhở đối với tất cả các bạn, những anh em nào mà các bạn vẫn chưa có full danh vọng nhá. Còn bây giờ thì những ngày cuối cùng của cái sự kiện nuôi Saurian rồi, các bạn hoàn toàn có thể là quay gacha để nhận được cái phần thưởng nguyên thạch của mình ở trong này, hoặc là đổi cái phần thưởng nguyên thạch ở trong cái ô đổi này. Tôi nhớ là tôi có đổi rồi, bây giờ không biết là mới chưa. À, là mới lại rồi và đã đổi hết rồi. Thành ra tôi nghĩ là các bạn nên chọn cái rút thưởng này cho nó an toàn nhá. Đó chính là những giải đáp cũng như là tin tức của bầy tôi muốn đưa đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Cuối cùng thì bầy tôi chỉ chúc tất cả các bạn sớm nổ C2 của Nahida trong thời gian tới, trước khi mà chúng ta cập nhật sang phiên bản sau nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, bầy xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.